hãy uống ngay trà xanh Cam Độ, được làm từ trà Thái Nguyên giàu EGCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 15 giờ với những thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên cả nước. Thưa quý vị, hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động và nhằm chia sẻ với ngành giáo dục, đặc biệt là gia đình các em học sinh tỉnh nhà có hoàn cảnh khó khăn trong việc học trực tuyến năm học 2021-2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước vừa có thư ngỏ về việc ủng hộ chương trình Sóng và Máy tính cho em. Trong thư nêu rõ, do tác động khó lường của dịch bệnh, rất nhiều gia đình đã không thể và không đủ điều kiện mua sắm phương tiện, thiết bị học tập trực tuyến. Theo thống kê của ngành giáo dục hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn gần 26.000 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị học trực tuyến, nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả dạy và học. Với tinh thần tạm dừng đến trường, không dừng việc học và với truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, để có thêm nguồn lực hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh nhà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay ủng hộ kinh phí, thiết bị học trực tuyến như máy tính bảng, điện thoại thông minh, kể cả máy cũ có khả năng sử dụng tốt, thiết bị thu phát sóng để đảm bảo 100% các em có điều kiện học trực tuyến một cách tốt nhất. Mọi sự ủng hộ của quý vị có thể bằng các hình thức sau. Ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước và Phòng Giáo dục các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chuyển khoản vào tài khoản Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, số tài khoản 3713010417480000 tại Kho bạc Nhà nước Bình Phước. Nội dung ủng hộ chương trình Sóng và Máy tính cho em. Thưa quý vị, xác định việc tiêm vaccine phòng COVID-19 nhanh và hiệu quả là biện pháp cần thiết và quan trọng. Tại Bình Phước, từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, bài bản theo từng nhóm đối tượng. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ có phần miễn nhiễm cộng đồng. Do đó, công tác tổ chức tiêm phòng tại các điểm tiêm trên địa bàn tỉnh được thực hiện hợp lý, cũng như bố trí nhân viên hướng dẫn cụ thể cho các đối tượng. Tất cả các trường hợp tiêm phòng được nhân viên y tế tư vấn khám sàng lọc. Bên cạnh đó, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin mà quá trình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các điểm diễn ra nhịp nhàng, nhanh gọn. Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Bình Phước đã triển khai 11 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19. Số người đã được tiêm mũi 1 là 143.430, số người đã được tiêm mũi 2 là 42.479. Hiện tỉnh đang triển khai tiêm vaccine đợt 12 với 7.021 liều, đồng thời xây dựng kế hoạch phân bổ và tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 đợt 13 năm 2021. Để giúp thiếu nhi vừa được vui Tết Trung Thu vừa đảm bảo an toàn trong đại dịch, những ngày qua, hệ thống đoàn hội đội trong toàn tỉnh đã phối hợp với các cấp ngành hữu quan và các mạnh thường quân trao tặng hơn 31.000 phần quà cùng nhiều đồ dùng học tập và học bổng với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Các phần quà tập trung vào đối tượng thiếu nhi khuyết tật lang thang cơ nhỡ, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khu cách ly, khu phong tỏa, con em công nhân và thiếu nhi dân tộc thiểu số. Cũng trong dịp Tết Trung Thu năm 2021, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh còn phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức trao tặng quà cho 400 thiếu nhi tại khu cách ly, khu điều trị COVID-19, các mái ấm, trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn tỉnh với tổng trị giá 120 triệu đồng, trao tặng 5.000 khẩu trang y tế, 1.000 vở trắng trị giá trên 10 triệu đồng. Nằm trong chuỗi chương trình chia sẻ yêu thương vượt qua đại dịch, sáng nay ngày 22 tháng 9, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Trẻ Mồ Côi và Bệnh nhân nghèo phối hợp cùng các thành viên câu lạc bộ Sen Hồng tổ chức chuyến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 ở hai huyện Đồng Phú và Bù Đăng. Tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, chương trình đã trao 100 phần quà, mỗi phần quà có giá trị khoảng 350.000 đồng, bao gồm gạo, mì, trứng và các nhu yếu phẩm, đường, bột ngọt, dầu ăn. Đối tượng được trao là những hộ khó khăn,
những công nhân lao động đang bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ngay sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển đến xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình và xã Bình Minh thuộc huyện Bù Đăng để trao 200 phần quà. Toàn bộ số quà của chương trình đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ vận chuyển đến từng điểm trao tặng. Sau khi tiếp nhận, các đơn vị đã điều phối phân công lực lượng tình nguyện viên nhanh chóng đưa quà đến tận tay bà con đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các ấp sóc và các khu dân cư đang bị phong tỏa tạm thời. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lộ trình sau ngày 30 tháng 9, thành phố sẽ từng bước chuyển đổi công năng các bệnh viện trở về với công năng ban đầu. Đó là tiếp nhận điều trị những bệnh nhân không phải bệnh COVID-19 để phục vụ công tác khám và điều trị bệnh cho người dân. Việc đưa hệ thống điều trị của Thành phố Hồ Chí Minh trở về với công năng ban đầu phù hợp với chiến lược và mục tiêu của thành phố là chủ yếu điều trị và cách ly bệnh nhân F0 tại nhà. Lộ trình sau ngày 30 tháng 9, thành phố sẽ chuyển đổi công năng các bệnh viện trở lại. Trước mắt ưu tiên chọn các bệnh viện đa khoa ở các quận huyện để trở về với công năng ban đầu. Đó là tiếp nhận điều trị những bệnh nhân không phải COVID-19 để phục vụ công tác khám và điều trị bệnh cho người dân. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, dù trở về công năng ban đầu không điều trị COVID-19, nhưng các bệnh viện vẫn phải đảm bảo có khu cách ly để tạm thời cách ly những trường hợp nghi ngờ và xét nghiệm tầm soát. Đồng thời phải có khoảng 10 đến 20 giường cách ly, có hệ thống oxy để kịp thời hồi sức cho bệnh nhân nặng, sơ cứu sau đó chuyển đến bệnh viện điều trị COVID-19. Sáng nay ngày 22 tháng 9, quận 5 khai trương chợ dã chiến tại vùng xanh để người dân đi chợ mua sắm theo hình thức nhận phiếu hoặc theo khung giờ quy định. Đây là mô hình chợ dã chiến đầu tiên được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian giãn cách xã hội để phục vụ nhu cầu của người dân. Chợ dã chiến được tổ chức trên đoạn đường thông thoáng tại khu vực vùng xanh của phường 3, quận 5. Để được vào chợ, ngoài các yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, thì người dân phải có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine. Điểm đặc biệt của chợ dã chiến đưa chợ ra phố, đưa chợ xuống đường là người bán hàng không phải các tiểu thương mà là cán bộ của phường và quận. Hàng hóa được kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp hoặc đầu mối cung ứng hàng hóa nên được bán với mức phi lợi nhuận và rẻ hơn ngoài thị trường. Thưa quý vị, theo một nhóm chuyên gia tại Đại học Công nghệ Vienna của Áo và Đại học Padova của Italy, giọt bắn chứa virus SARS-CoV-2 bay lơ lửng trong không khí có thể lan xa hơn trong môi trường ẩm ướt. Đây là phát hiện mới, trái với các giả thuyết trước đây, cho rằng chỉ những giọt bắn kích cỡ lớn mới có nguy cơ lây lan dịch bệnh vì những giọt bắn có kích thước nhỏ thường bay hơi nhanh chóng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi không khí có độ ẩm cao, những giọt bắn nhỏ cũng lơ lửng lâu hơn ngoài môi trường và bay xa hơn. Nói cách khác, khả năng lây lan của các giọt bắn không phụ thuộc vào kích thước mà vào độ ẩm của không khí trong môi trường. Quan điểm này của nhóm chuyên gia một lần nữa ủng hộ giả thuyết trước đó về việc trong mùa đông, con người thường dễ nhiễm các bệnh cúm và các bệnh liên quan đến virus hơn trong mùa hè. Các nhà nghiên cứu cũng quan sát các giọt bắn ở nhiều môi trường, độ ẩm, diện tích khác nhau để biết giọt bắn nào còn sót lại trong không khí và bay bao xa. Kết quả cho thấy các giọt bắn thoát ra trong hơi thở bình thường của người có nhiều kích cỡ, trong đó giọt nhỏ lưu lại trong không khí lâu hơn dự tính trước đó. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết cần nghiên cứu kỹ hơn để hiểu khi ở khoảng cách xa cơ thể người bệnh, khả năng lây nhiễm của virus trong giọt bắn là bao nhiêu. Thái Lan đã chuyển sang nghiên cứu các kỹ thuật tiêm khác nhau trong bối cảnh thiếu nguồn cung. Các bác sĩ ở Thái Lan đã sẵn sàng triển khai tiêm các mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường dưới da thay vì tiêm bắp nhằm tăng cường hệ miễn dịch và cũng như kéo dài nguồn cung vaccine. Bệnh viện Vajira ở Phuket đã được bật đèn xanh triển khai kỹ thuật tiêm dưới da từ ngày 17 tháng 9 vì các thử nghiệm cho thấy việc tiêm dưới da đã kích hoạt phản ứng miễn dịch tương tự như phương pháp thông thường. Trong các thử nghiệm trước, giới chuyên gia y tế Thái Lan cho biết tiêm dưới da chỉ sử dụng 25% liều vaccine so với tiêm bắp nhưng có khả năng kích hoạt miễn dịch tương tự với tiêm bắp. Do đó, một liều vaccine ngừa COVID-19 có thể dùng cho 5 mũi tiêm dưới da. Cho đến nay, chỉ có 21% trong tổng số 72 triệu người dân nước này đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 15 giờ của truyền hình Bình Phước. Mến chào tạm biệt quý vị. Hãy uống ngay trà sách Cung Độ được làm từ trà thái nguyên dầu EGCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.